Ủa vali nhà em chắc thật đấy. Vậy là vali này là... Ủa nhưng mà cũng có cả khủng long mà. Vừa có cả khủng long, vừa có cả siêu nhân luôn. Cái vali này của chúng ta thật là thích thú các em ạ. Các em ơi, các em đến cửa hàng của siêu nhân mà mua vali nhá. Vali ở đây này, vừa có kẹo này, vừa có khủng long này, lại vừa có cả siêu nhân nữa này. Có cả những miếng dán rất là xinh xắn luôn. Ai mua vali không? Ai mua vali không? Con vào đây mua vali. Bán hàng từ nãy đến giờ chưa có ai mua cả. Vali này là trong mình có quà nữa đây. Không phải không đâu. Mình sẽ đếm cho các bạn xem nhé. Orange là màu cam. Green là màu xanh lá cây các bạn ạ. Yellow là màu vàng. Ai mua vali không? Ủa, siêu nhân, không đang bán vali à? Trời ơi, chị sắp được mẹ cho đi du lịch đây. Đang định đi mua vali. Nhưng mà chưa biết mua ở đâu cả. Mà đi xem ở mấy chỗ kia vali đắt lắm. Nhà em bán này bao tiền một cái? Ủa, mà sao vali nhà em khác vali người khác thế? Yeah. Nhỏ nè. Ủa, vali này thì đựng được cái gì bây giờ? Em bảo. Trong này còn có quà nữa đấy, không phải là vali không đâu. Vali mà còn có quà nữa? Đúng rồi. Ủa, làm sao mà có thể tin được đây là vali có quà nhỉ? Nếu em lừa chị thì sao? Thật. Cứ ngồi đây bóc thử xem. Thì em bảo chị bóc thử nhá. Bây giờ chị bóc thử. Chị à, chị thích màu cam. Cam đấy. Chị bóc thử xem nào. Các em ơi, vali này à, còn có quà đấy. Bóc thử tội gì, tôi xin bảo bóc thử mà. Đúng, xin nhắn cái gì bên trong, đúng rồi gì? Có khủng long. Nếu không phải là khủng long thì sao? Khác. Nếu không phải khủng long thì sao? Thì vali này là của chị nhá. Bán hàng như này nó dài lắm đấy nha. Đừng ai bán hàng giống bạn sushi của chúng ta. Ủa vali nhà em chắc thật đấy. Wow. Yeah. Vậy là vali này là... Ủa nhưng mà cũng có cả khủng long mà. Vừa có cả khủng long, vừa có cả siêu nhân luôn. Cái vali này của chúng ta thật là thích thú các em ạ. Các em ơi, các em đến cửa hàng của siêu nhân mà mua vali nhá. Vali ở đây này, vừa có kẹo này, vừa có khủng long này, lại vừa có cả siêu nhân nữa này. Có cả những miếng dán rất là xinh xắn luôn. À, miếng dán này để mình sẽ dán lên cái con khủng long của chúng ta đấy. Nhưng cái này để chị sẽ dán sau nhá. Ủa, không phải đâu em ơi. Cái này lắp ghép đấy. À đúng rồi các em ơi, cái này là lắp ghép. Một con khủng long. Hay là hai chúng mình lắp ghép đi. Chị bạn xù thử lắp thử nha các em nhé. Từ từ các em ơi, đây nhá, chị sẽ bỏ những bộ phận của các bạn ấy ra này. Đây là cái đầu này, đây là cái chân này. Các em nhìn cái đùi của bạn đây này. Cái đùi to chưa đấy. Còn cái này thì chị không có biết nữa nha, tí lắp lên rồi thì mới biết được. Các em ơi, bộ đồ chơi này có rất nhiều thứ các em ạ. Không chỉ có em vừa đây em kẹo này. Trời. Bóc cái gì đó. Thôi, chị chỉ để ở đây thôi. Chắc chị bạn Su sẽ cùng nhau ghép chứ bây giờ chưa ghép được. Kẹo nữa này. Các em ơi, kẹo đây có kẹo hoa quả này, có quả xoài này, quả đào này, quả dâu này, quả táo này, quả chuối này. Hay là chúng mình bóc hết đi. Không bán hàng nữa à? Không. Em chán rồi. Bạn Su thấy chị khám phá là một cái vali kia có rất nhiều quà. Bạn Su bây giờ chuyển ra không bán quà nữa. Xui xụ, quả xoài tiếng Anh là quả gì? Mango. Quả táo. Apple. Quả dâu. Strawberry. Quả chuối, chị thích chuối. Mango. Bạn chủ của chúng ta biết tất cả các loại quả trong cái kẹo này luôn. Theo bạn chủ cái, để đây nhá, chắc chị em mình cùng chơi tiếp. Bạn chủ giờ không đi bán vali nữa các em ạ. Bởi vì thấy trong vali có nhiều đồ chơi quá. Sợ bán đi á, các bạn ấy sẽ mua hết đồ chơi của bạn chủ nên bạn chủ không bóc nữa. Đấy, không biết bóc nhưng mà không bao giờ nhờ chị đâu nha. Chị ơi, chị bóc của em đi. Đấy, chị sẽ để cái ba lô màu cam ở đây nha. Bây giờ mới nhờ chị đấy. Nhưng công nhận cái này khó bóc thật đấy. Đây chính là siêu nhân. Siêu nhân, đây được rồi. Cái này để cho bạn xung bóc không bạn ý. Lại bảo là chị bóc chạch cho bạn ý.
Em có biết bóc đâu. Bóc được không? Bóc ở trong chặt chỉ bóc đi. Bởi vì cái này rất là chặt. Có lên, chị mới ra. Ôi trong này có siêu nhân tím. Wow. Đúng rồi, lại siêu nhân luôn các em ạ. Ok em ơi, ở đây có rất nhiều siêu nhân luôn. Nhưng khủng long màu gì? Khủng long màu xanh nước biển. À, khủng long màu xanh nước biển. Ở đây lại có một miếng để chúng ta lại ghép thành một con khủng long nữa các em ạ. Đấy, hai anh em khủng long, hai anh em siêu nhân. À, chúng mình sẽ sắp được một biệt đội siêu nhân rồi đúng không? Ồ, hai anh em siêu nhân có nghĩa là một biệt đội siêu nhân anh em ấy. Đấy, đúng rồi. Đây nha, chị sẽ để vào đây. Ở đây cũng lại có rất nhiều các loại quả luôn. Ta-da, bạn Dũng. Cái này bạn Su, bạn Su làm đổ hết rồi, Su ơi, từ từ thôi. Cái này em bóc được. Ừ, cái này bạn Su của chúng ta bóc được, nên bạn ấy không cần chị bóc. Vali này chắc phết chứ nhá. Thử đi, cố lên, xem có cái gì nữa. Bạn Su của chúng ta đang cố gắng đấy các em. Ô, lại có biệt đội siêu nhân nữa. Ồ, đây đúng lúc có biệt đội siêu nhân luôn. Lại một chú, ôi, chú khủng long này khác, chú khủng long kia này. Được rồi, đấy là khủng đây long là... khác. Ờ, đúng rồi. Một biệt đội siêu nhân. Một biệt đội siêu nhân, một tím luôn, siêu nhân tím. Nhiều siêu nhân quá, nhiều siêu nhân tím quá. Đây công nhận là nhiều siêu nhân thật đấy. Đây là chiếc vali màu vàng. Vậy là chúng chị với bạn Su có thể vừa đi du lịch này, vừa được có đồ chơi này, vừa được ăn này, vừa được lắp ghép này, cũng thú vị đấy chứ nhở? Hay là bây giờ chúng mình lắp ghép đi? Ôi nhưng mà Su ơi nhớ chị hỏi thật nhá, nếu mà bây giờ em không bán được như này, tối về có bị dễ mắng không? Không đâu. Sao? À, em đùa chị đấy. Mẹ em vừa đồ chơi cho em. Em chỉ chào mời chị bán hàng thôi. Lại chơi chị ở đúng không? Chị biết ngay mà. Chị bảo tự nhiên bán xong có thể bóc hết được như thế. Hay là chúng mình lắp ghép. Ồ, ở trong này cũng có rất nhiều các kẹo này các em này. Ôi, quái này sao được nhiều thế? Em nhìn thấy không? Có rất nhiều kẹo gì nhỉ? Màu xanh là kẹo gì hả Su? Màu xanh á. Ồ. Là kẹo táo. Đúng rồi, các em ơi, kẹo này có rất nhiều kẹo luôn. Thích không? Thì bạn Su hôm nay lại thao hồ ăn kẹo hoa quả của các em này. Đấy, yeah. Em bóc cái này ra để sang nhà siêu nhân chơi á. Lúc nào cũng được ăn này, được chơi này, được làm các thứ này. Bây giờ chị với bạn siêu nhân sẽ cùng nhau ngồi lắp ghép lại bạn khủng long rồi nhá. Em sẽ lắp ghép bạn khủng long màu vàng. Màu vàng á, chị đang thử lắp ghép bạn màu xanh thì xem sao. Ôi nhưng mà hôm nay có đi chơi ở đâu không? Không. Hôm nay đi chơi à? Hôm nay ba mẹ đi đâu không cho đi chơi à? Hôm nay thì ba mẹ cho em đi chơi ấy mà. Thế yeah. Đi chơi là như này. À, đi chơi là như này. Ủa mà lắp cái con này khó lắm đó nha. Chị không biết lắp như nào nha. Nói chung là chị không thể lắp được đâu. Chị không lắp được khó lắm. Thôi chúng mình bóc ghép ra đi. Bóc ghép ra thôi. Chúng ta có nên ăn thử kẹo không? Được. Kẹo này ăn không no bụng đâu chị ơi. Thế yeah. À kẹo này nhà em hàng xịn đấy nhá. Lại kẹo hàng xịn à? Nhưng phải công nhận rồi, nhà siêu nhân là chỉ đổ hết kẹo vào đây nhá. À, chị sẽ đổ vào đây, em nhìn này. Rất nhiều kẹo rồi. Wow, có đủ các loại quả luôn nhỉ. Su thích quả gì nhất ở trong này? Em thì thích quả chuối rồi. Ui, quả táo ở đây có rất nhiều luôn. Táo là loại chị thích. Wow. Chuối là loại em thích. Chuối là loại em thích đúng không? Ít, nhớ hết nhớ. Thôi chị ăn thử một quả táo nhé. Ngon lắm, đúng vị táo luôn. Thôi, Su ơi, chúng mình đi chơi rồi. Ồ. Hôm nay em không phải đi đâu đúng không? Mẹ em về đấy không? Xem có ly kẹo này sang nhà chị đi. Chị, em chưa ăn thử vị chua. Em ăn thử đi. Em sẽ ăn quả chua. Này, không, quả này cho đỡ bị thối. Chuối này còn bị thối nữa. Ngon đấy nhỉ? Uh-huh. Ăn thế nào? Em cảm giác thế nào? Ngon lắm. Chắc là chị làm đổ hết các bạn siêu nhân rồi. Chúng ta có một biệt đội siêu nhân. À, siêu nhân anh hùng sẽ đi giải cứu gì hả Su? Em không biết ạ. Đúng rồi, chúng ta nhìn giữa. Khủng long của mình hay cho Su nhìn nữa. Bạn này thì chân hạ xuống này. Bạn này chân hơi lên này. Bạn này đứng thẳng lên luôn. Siêu nhân của chúng mình rất đều đúng không? À, bây giờ chị em mình sẽ cất hết các bạn khủng long này vào trong vali đi. Không, phải cho vào đây đã. Xong rồi chị em mình mang đi chơi. Đi ra ngoài chị chơi đi. Bây giờ em mở cái này ra đã. Đấy, chị sẽ cho các bạn siêu nhân vào đây. Sau đấy chị em mình sẽ cùng vác các bạn đi chơi nhé. Trời ơi, bạn Su chỉ mãi ăn nó không giúp chị gì cả. Một bạn đã xong. Cho siêu nhân anh hùng vào đây, các em nhìn này. Đấy. À, mỗi một siêu nhân có một con thú cưng, chính là một con khủng long sợ chứ các em. Trời ơi, bạn Su ơi. Hai chiếc vali.
xu chúng ta bán kẹo đây. Ngon không em? Các em thấy không? Cho nhà ông thọ chị lấy vali. Đi lấy vali cô. Nghe nghe cho vali cho chị. Thôi ăn kẹo đi. Thì không ăn kẹo nữa đâu. Chị sẽ đổ kẹo về cho xem nhân nhá. À, ngon quá. Ngon. Cho em xin một cái chuối nữa. Thôi ăn thử em. Không, cho em xin một cái chuối đi đi chị. Trời, ăn một cái à, thôi cái vali này chị sẽ không cho các bạn khủng long vào đâu, chị sẽ để vali này là vali kẹo đi, được không? Rồi vậy là bọn chị lại có 3 chiếc vali như cũ luôn, và có một siêu nhân đứng đây để bảo vệ những chiếc vali của chúng ta, bởi vì trong vali này có rất nhiều thứ để chơi đúng không? Không, ở trong này rất nhiều siêu nhân. Ừ, đúng rồi, siêu nhân đâu? Ôi, cái gì? Thôi chúng mình đi lên chơi đi, thằng chị chơi không? Thằng chị đi là chỉ có món này ngon cưng. Thôi cô bé ơi, chị em mình mang cái này đi vứt rác ấy. Còn cái này thì tối rồi chị em mình nắp nhé, không nắp đúng không? Bây giờ chị phải đi chơi đây. Đây, sang là chị chơi đi. Mang hết chiều anh hùng này đi. Thôi mang một thứ thôi, trời ơi. À hay à, đấy mang một cái thôi. Mang rồi, chiều anh hùng. Để đây bảo vệ hai chiếc vali đi. Được rồi, chị em mình đi thôi. Nào chúng ta đi du lịch thôi. Chiếc vali đi kẹo đi du lịch nào. Ôi chị. Chị em, cả em. Chị em. Không dạ.